Sau đây thầy sẽ hướng dẫn các bạn một số động tác chúng ta sẽ sử dụng trong bài quyền số 1. Thứ nhất về kỹ thuật tay, chúng ta sẽ bắt đầu với kỹ thuật nắm tay. Chúng ta sẽ thực hiện như sau. Bắt đầu với nhịp 1, chúng ta xòe bàn tay. Nhịp 2, chúng ta gập các đốt ngón tay, 4 ngón tay lại. Được chưa ạ? Nhịp số 4, chúng ta về giống như lúc chúng ta giơ nút like ạ. Đó ạ. Nhịp số 5, chúng ta kéo ngón tay lại, khóa chắc nắm tay. Đó ạ, đã hoàn thành xong. Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong kỹ thuật nắm tay. Kỹ thuật thứ hai chúng ta dùng trong bài quyền số 1, đó là kỹ thuật gạt hạ đẳng. Để thực hiện kỹ thuật này, chúng ta nắm chắc tay lại. Tay chúng ta thực hiện gạt sẽ bắt đầu xuất phát từ vai phía đối diện. Tay phải gạt, khởi thế sẽ ở vai trái, gạt xuống. Thực hiện với tay tương tự với tay bên trái. Khi thực hiện gạt, chúng ta sẽ gạt về phía ngoài. Chúng ta sẽ gạt từ trên vai phải, từ phía vai phía đối diện xuống và thực hiện phía bên ngoài ạ. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với kỹ thuật tay số 2, đó là kỹ thuật đỡ trung đẳng. Kỹ thuật đỡ trung đẳng, bắt đầu chúng ta sẽ mở tay. Tay thực hiện chúng ta sẽ mở về phía sau. Tay khởi thế đưa về phía trước. Thực hiện gạt, chúng ta gạt từ sau ra trước, từ ngoài vào trong. Tập trung phần gạt vào phần ức. Chúng ta sẽ đỡ các mục tiêu tấn công vào phần ức của chúng ta. Thực hiện lại. Chúng ta sẽ chia nhịp 1, khởi thế, 2, đỡ. Thực hiện lại. 1, 2. Tương tự với tay trái, khởi thế, 1, 2. 1, 2. Kỹ thuật tay số 3, khởi thế, chúng ta nghiêng người sang phía vai bên trái, sang phía vai đối diện, phía bên ngoài tay đối diện, đưa lên cao, đỡ. Nắm tay của chúng ta cách chán một nắm tay. Cái phần đỡ của chúng ta sẽ cách chán một nắm tay. Thực hiện lại. 1, chuẩn bị. 2, đỡ. Tương tự với tay trái ạ. Chuẩn bị, đỡ. Chuẩn bị, đỡ. Kỹ thuật tay số 4, đấm trung đẳng. Mục tiêu đấm của chúng ta vào phần ức. Tay chúng ta xuôi xuống vào phần ức ạ. Tay trái, phải, trái, phải. Sau đây chúng ta sẽ đến với các kỹ thuật chân dùng trong bài quyền số 1. Thứ nhất đó là về tấn, chúng ta sẽ dùng về tấn cao. Tấn cao của chúng ta còn gọi là tấn đi bộ. Khoảng cách giữa hai chân bằng một bàn chân của chúng ta. Hai lòng bàn chân của chúng ta trên một đường thẳng. Rồi ạ. Tấn đi bộ. Tấn thứ hai chúng ta sẽ dùng đến trong bài quyền này, đó là tấn thấp. Khoảng cách giữa hai chân của chúng ta bằng 2 đến 3 bàn chân. Khi thực hiện chúng ta để phần chân chúng ta vuông cố gắng được 80 đến 90 độ so với mặt sàn. Lưng thẳng, chân sau chúng ta để thẳng. Thực hiện kỹ thuật gạt. Đổi chân. Kỹ thuật chân thứ 3 chúng ta dùng trong bài quyền số 1, đó là kỹ thuật đá thượng đẳng. Chúng ta sẽ thực hiện với tấn cao. Điểm tiếp xúc của chúng ta sẽ là ức bàn chân. Chúng ta thực hiện. Tương tự với chân trái. Vậy là chúng ta đã tập luyện xong các kỹ thuật sẽ dùng trong bài quyền số 1. Ngay sau đây chúng ta sẽ bắt đầu vào tập luyện bài quyền. Nghiêm. Chào.
Bài quyền số 1. Chuẩn bị. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Mười. Mười một. Mười hai. Mười ba. Mười bốn. Mười lăm. Mười sáu. Mười bảy. Mười tám. Mười chín. Hai mươi. Ê. Thôi. Nghiêm. Chào.